chỉ biết là mình phải cố gắng hết sức à, không được mệt bỏ hay mỏi bỏ, em phải hết sức đến khi nào chạm đích thôi, dù có thua có thắng gì cũng phải chạm đích, có phạm quy hay gì cũng phải chạm đích. Với em, đối thủ lớn nhất của em là bản thân của em, tại vì đánh bại được bản thân mình chắc có lẽ là sẽ theo kịp với các chị để cọ sát mà làm đối thủ của các chị. Thất bại nào rồi cũng sẽ qua, khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Huấn luyện viên Hữu Thắng đã ra đi, giờ là lúc đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Mai Đức Chung, và trong tay ông vẫn còn nhiều cầu thủ tài năng, cùng với lối chơi của chúng ta chắc chắn sẽ không có nhiều sự thay đổi. Không chỉ là mục tiêu đến gần với tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019, một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ngay trên sân của Campuchia vào lúc 18:30 tối nay sẽ là cơ sở để bóng đá Việt Nam dựng lại niềm tin. Tôi mới nhận đội tuyển mới được có mấy ngày. Đấy. Nhưng phải nói là tinh thần của toàn đội hiện nay rất là tốt. Nó kết hợp hài hòa giữa các anh lớn và các em trẻ vừa dự SEA Games vừa rồi. Chắc là mọi người cũng biết cái SEA Games vừa rồi thì cái đội U23 của chúng tôi cũng như là đội U23 của Campuchia nó không thành công, đã bị loại ở cái vòng loại. Nhưng chúng tôi không đặt nặng vấn đề đó, đấy là vấn đề tương lai sau này, đấy là những cái vận động viên tương lai để mà kế cận sau này. Chúng tôi nhanh chóng quên đi những cái điều vừa rồi và chúng tôi hướng tới một tương lai mới tốt đẹp hơn. Campuchia không phải đối thủ khiến Việt Nam khiếp sợ. Điều chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trên sân Olympic có lẽ là tâm lý phải vượt qua chính mình. Trong buổi tập mới đây của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thử nghiệm Hoàng Thịnh đá cặp trung vệ với Tiến Dũng và Huy Hùng chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Điều này khiến chúng ta liên tưởng tới một sự chắc chắn trong lối chơi. Phải chăng đây là sự thay đổi thú vị sẽ đem đến cho chúng ta một kết quả có lợi? Thực sự thì Bậc Tùng cũng là một người rất là hiền lành và em thì cũng lần đầu tiên làm việc với bác, mà qua 2-3 buổi tập thì em thấy cái sự chỉ đạo và cũng như là cái tâm huyết bác bỏ trên sân rất là cao, cho nên là bọn em cũng tiếp thu và theo những cái bài tập của bác rất là nhanh đấy. Em cũng đã xem video cái đội Campuchia thi đấu với Uzbekistan ở trên sân nhà, và thực sự là cái khán giả ở đây người ta rất là cuồng nhiệt và người ta đến sân rất là đông, thì cũng thứ nhất là cũng rất là tốt cho đội nhà, và thứ hai thì bọn em thì thực sự đến mà đến sân khách thi đấu sân đông thế này thì cũng thực sự là một tinh thần rất là lớn để cho bọn em phải quyết tâm vượt qua cho được chủ nhà. Trước khi trận đấu này diễn ra, đội chủ nhà đang nắm trong tay lợi thế đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng sau chiến thắng đầy bất ngờ trước Afghanistan, và dưới sự cổ vũ của những cổ động viên Campuchia, đây chắc chắn sẽ là sức ép và bất lợi không hề nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đội tuyển Việt Nam hiện tại có những cầu thủ rất chất lượng. Tuy họ cùng Campuchia vừa bị loại khỏi SEA Games 29, tuy nhiên điều đó có lẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi. Trong trận đấu tới, chúng tôi tin tưởng sẽ giành một kết quả có lợi trước Việt Nam. Đơn giản vì chúng tôi đang sở hữu một đội hình chất lượng và có sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà. Thời gian ít ỏi chuẩn bị cho trận đấu trên đất Campuchia, ông thầy người Hà Nội luôn tạo ra sự vui vẻ và thoải mái cho các cầu thủ trong những buổi tập. Đây không phải lần đầu tiên huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển trong lúc khó khăn. Với kinh nghiệm nhiều năm được tích lũy, ông sẽ là người thích hợp nhất. Với một sự tôn trọng dành cho đối thủ và khả năng kiểm soát tốt tâm lý các học trò, thắng Campuchia trên sân khách sẽ không phải là thử thách quá lớn,